Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Viện Cấy chỉ Hải Thượng Đại Đông, sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Hồng Thắng mắc hội chứng cổ vai tay. Hội chứng cổ vai cánh tay là một nhóm các triệu chứng đau mỏi ở vùng cổ, vai, cánh tay, tê bì dọc cánh tay, khó cầm bút hay đánh máy thì mỏi. Đối tượng bị đau mỏi cổ vai gáy đa phần là phụ nữ, dân làm việc văn phòng, phải ngồi trong thời gian dài với một tư thế. Định nghĩa, hội chứng cổ vai cánh tay là một nhóm các triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ, thường kèm theo rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột sống cổ hoặc tủy cổ. Biểu hiện lâm sàng thường gặp là đau vùng cổ, vai và một bên tay, kèm theo một số rối loạn cảm giác hoặc vận động tại vùng chi phối của dây thần kinh cột sống cổ bị ảnh hưởng. Triệu chứng và chẩn đoán hội chứng đau cổ vai cánh tay lâm sàng: tùy từng nguyên nhân, mức độ và giai đoạn bệnh, bệnh nhân có thể có ít hoặc nhiều những triệu chứng, hội chứng sau đây. Hội chứng cột sống cổ: đau vùng cổ gáy sau khi chấn thương, do động tác vận động cổ quá mức hoặc tự nhiên như sau khi ngủ dậy. Hạn chế vận động cột sống cổ có thể kèm theo dấu hiệu vẹo cổ hay gặp trong đau cột sống cổ cấp tính. Điểm đau cột sống cổ khi ấn vào các gai sau cạnh cột sống cổ tương ứng các rễ thần kinh. Hội chứng rễ thần kinh: đau vùng gáy lan lên vùng chẩm và xuống vai hoặc cánh tay, bàn tay. Biểu hiện lâm sàng là hội chứng vai gáy, hội chứng vai cánh tay. Đau thường tăng lên khi xoay đầu hoặc gập cổ về phía bên đau. Rối loạn vận động, cảm giác kiểu rễ, yếu cơ và rối loạn cảm giác như rát bỏng, kiến bò, tê bì ở vùng vai, cánh tay hoặc ở bàn tay và các ngón tay. Hội chứng tủy cổ: do lồi hoặc thoát vị đệm đệm gây chèn ép tủy cổ, tiến triển trong một thời gian dài. Biểu hiện sớm là dấu hiệu tê bì và mất khéo léo hai bàn tay, teo cơ hai tay, đi lại khó khăn, nhanh mỏi. Các triệu chứng khác: hội chứng động mạch sống nền, đau đầu vùng chẩm, chóng mặt, ù tai, mờ mắt, đôi khi có cảm giác giảm thị lực thoáng qua, mất thăng bằng, mệt mỏi. Có thể có các rối loạn thần kinh thực vật, đau kèm theo ù tai, rối loạn thị lực, rối loạn vận mạch vùng chẩm hoặc vùng tay. Khi có các triệu chứng toàn thân như sốt rét, rét run, vã mồ hôi vào ban đêm, sụt cân, cần phải đặc biệt lưu ý loại trừ bệnh ác tính, nhiễm trùng. Thưa quý vị, căn bệnh trên tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về lâu dài, tình trạng bệnh nặng sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị các căn bệnh này. Trong đó, phương pháp cấy chỉ khát gút là một trong những phương pháp được đánh giá hàng đầu bởi tính an toàn, hiệu quả. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.